Phim khoa học viễn tưởng Vesper 2022 sắp ra mắt. Phong cách này tận thế với các yếu tố bí ẩn, rất khó để khiến mọi người vừa sợ vừa yêu thích. Ai thích thể loại này, đừng quên để lại suy nghĩ của mình nha. Câu chuyện diễn ra ở thế giới tương lai, các hệ sinh thái trên trái đất đang sụp đổ, sinh vật biến dị xâm chiếm toàn bộ hành tinh, những người duy nhất còn lại may mắn sống sót, một trong số họ sẽ có bộ phận nhóm người tinh anh. Họ đã xây dựng thành trì, có thể tiếp tục một cuộc sống ổn định ở bên trong. Những người còn lại trở thành kẻ lang thang hoặc hành hương. Họ chỉ có thể tiếp tục sống, không những phải đối mặt với đủ loại sinh vật và sinh vật biến dị, còn phải đề phòng những người cũng được mang danh là con người. Trong một thế giới rất nguy hiểm, một cô bé tên là Vesper đầy lý tưởng, bởi vì người bố quanh năm bị liệt nằm trên giường, thường thì cô ấy phải nhận trách nhiệm ra ngoài tìm thức ăn. Mặc dù cô có một người bạn đồng hành là robot, nhưng vẫn đầy rẫy những nguy hiểm. Hôm đó cô đã đào rất lâu, mới tìm thấy một củ khoai tây đột biến có thể ăn được. Tuy nhiên, lúc này, một con sâu bướm sặc màu bò trên tay của cô, may mắn là thứ sinh vật nhỏ bé đó không có hại. Vesper đã thu thập nó. Sau khi tìm thấy thức ăn, cô ấy phải nhanh chóng trở lại nơi cô ấy sống. Trước cửa nhà của cô có rất nhiều thực vật biến dị, mà nó còn có tính hung dữ tấn công. Điều này cũng giúp cho họ ngụy trang được ở bên ngoài. Nước ép khoai tây cùng với sâu bọ đầy chất dinh dưỡng. Bởi vì người bố mắc bệnh, lúc này ông chỉ có thể dựa vào máy trợ thở để hỗ trợ hô hấp. Vesper sẽ đổ nước trái cây trực tiếp vào dạ dày của bố. Đây là những gì cô ấy làm hàng ngày. Sau khi giải quyết được vấn đề về thức ăn và quần áo, cô ấy sẽ đưa robot qua một con mương hôi thối. Đây là một trong những căn cứ bí mật của cô ấy. Mặc dù lối đi có rất nhiều loài thực vật khác nhau đã biến dị, nhưng vẫn có một căn phòng ẩn và an toàn. Nó chứa nhiều hơn đồ dùng trong phòng thí nghiệm của Vesper, và còn có xương của người mẹ quá cố. Đầu tiên, Vesper sẽ kể cho mẹ nghe những gì cô đã thấy và nghe trong suốt cả ngày. Sau đó cô ấy sẽ tiếp tục nghiên cứu. Không sai, Vesper có một ước mơ là thay đổi thế giới. Người ta nói rằng nghiên cứu trong thành trì ngày càng tiên tiến và lợi hại hơn. Cô nghĩ rằng chỉ cần nghiên cứu ra thành quả là có thể được gia nhập vào đó. Chỉ thấy Vesper đặt con sâu bướm vào một cái cốc, sau đó đổ chất lỏng do chính cô nghiên cứu vào. Trạng thái đột biến của con sâu bướm bắt đầu biến mất nhanh chóng. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng động, cô vội vã trở về nhà, nhưng phát hiện ra rằng các cây phòng thủ ở cửa đều đã bị phá hủy. Vesper biết có chuyện không ổn, quả nhiên như dự đoán. Chờ tới khi cô bước vào trong, phát hiện ra rằng mọi thứ trong phòng đều bị lục tung lên. Một bộ phận chất lỏng do cô nghiên cứu đã không cánh mà bay. Đây cũng không phải là quan trọng. Chờ cho đến khi cô ấy chạy vào trong, máy phát điện duy nhất trong nhà cũng bị hư hỏng, chất lỏng năng lượng rò rỉ khắp nơi. Đây là hy vọng sống sót duy nhất của người bố. Vesper muốn sửa nó nhưng đã quá muộn, chiếc máy đã dừng chuyển động. Người bố ở đó cũng rơi vào nguy hiểm, hơi thở của ông bắt đầu khó khăn. Chẳng lâu sau, ông có thể sẽ mất đi khí thở mà qua đời. Lúc này, ngay cả robot cũng không còn điện. Vì vậy, Vesper đưa ra quyết định, đó chính là cầu cứu người chú của mình. Mặc dù là chú, nhưng người đàn ông này không phải là loại người tốt đẹp gì. Ông ta có căn cứ riêng, nhưng lại nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em ở đây. Bởi vì thứ ông ta cần là máu của đám trẻ, giao dịch với thành trì, đổi lấy một hạt giống sạch để sống. Ngay cả Vesper cũng là cháu gái của ông ta cũng không ngoại lệ. Đó là lý do tại sao bố của Vesper muốn con gái sống bên ngoài một mình. Vesper muốn đổi máu để lấy một số nguyên thể, nhưng trong mắt Taylor chẳng có chút tình cảm người thân nào. Khi đã có được trong tay những thứ mình muốn, ông ta ném cháu gái ra ngoài. Những đứa trẻ bên ngoài ngay lập tức đuổi cô ấy đi. Người bố lúc này đang gặp nguy hiểm. Dù sao thì cô ấy cũng phải lấy nguyên thể, vì chú của cô chẳng tốt đẹp gì, vậy thì đừng trách cô không nghĩa khí. Vesper lẻn vào sân sau căn cứ. Sau khi tránh tất cả các máy quét, cô ấy đi thẳng vào nhà kho, cũng đã thành công lấy được thứ mình muốn. Nhưng chính vào lúc muốn rời đi, cô nhìn thấy một căn phòng lạ bên cạnh. Bước vào mới phát hiện, đây chính là loại hạt giống mà Jonas đã lấy được từ bên thành trì. Vì vậy Vesper lén đánh cắp một ít. Nhưng trên đường trở về, một chiếc phi thuyền đột nhiên bay ngang qua, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Vesper phớt lờ nó và chạy nhanh về nhà. Sau khi mặt nạ hoạt động trở lại, cuộc sống của bố đã được kéo dài một lần nữa. Sáng hôm sau, Vesper đã đi theo hướng của chiếc phi thuyền vào đêm qua. Quả nhiên phát hiện ra một người phụ nữ kỳ lạ, nhưng lúc này cô ấy đã bị đám thực vật ký sinh. Vesper bước tới và thấy người phụ nữ có vẻ bị thương khá nặng. Lật mí mắt của người phụ nữ lên kiểm tra thấy cô vẫn còn sự sống. Vì thế Vesper đã đem những sinh vật đang hút máu kéo ra khỏi người của cô gái. Sau khi trở về nhà, một lần nữa xử lý vết thương trên người cô, lấy ra một loại thực vật đột biến, tiếp đó đem loại nấm mà cô nghiên cứu ra dán vào miệng vết thương. Đây là kết quả nghiên cứu đặc biệt của Vesper, có thể chữa lành vết thương một cách hiệu quả. Sau khi xong việc, Vesper lại một lần nữa sửa lại mắt phát điện. Mà không lâu sau, người phụ nữ ở phía bên kia cũng tỉnh lại. Vesper, người nghe thấy tiếng động vội vã chạy đến. Nhưng người phụ nữ vừa nhìn thấy Vesper bước vào, liền hỏi Vesper có thấy bạn đồng hành của cô không. Vesper nói rằng cô ấy chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy. Vì thế cô gái chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng không thể đứng vững vì vết thương. Cô gái liền quay sang cầu cứu Vesper. Thì ra cô gái này tên là Camelia, còn một người nữa là bố của cô ấy. Cô ấy muốn Vesper giúp cô đi tìm. Vesper tốt bụng mặc dù không biết Camelia rốt cuộc là ai.
nhưng vẫn đồng ý với cô ấy. Vì vậy cô ấy đã dùng mọi cách để tìm ra con robot thông minh. Và quả thực một con tàu vũ trụ bị rơi đã được tìm thấy sâu trong rừng. Nhưng ngay khi cô ấy chuẩn bị mở nó ra, chú Jonas đột nhiên xuất hiện phía sau. Ông ta vốn cũng chẳng để ý tới cháu gái, cũng hy vọng Vesper có thể tới chỗ ông ta làm việc. Sau đó, khi cửa sập được mở, bên trong có một ông lão bị thương. Taylor bước tới để giao tiếp, nhưng đối phương bị thương quá nặng không còn sức lực để nói. Jonas biết người đàn ông trước mặt mình đến từ thành trì. Mặc dù ông ta không thường xuyên giao dịch với bọn họ, nhưng cũng hận đám người này sao có thể được sống vô lo vô nghĩ. Vì thế chuẩn bị cưỡng chế đưa ông lão đi, Vesper cố gắng ngăn cản và bị đẩy sang một bên. Cô chỉ có thể bất lực nhìn chú mình sát hại đối phương. Jonas tìm thấy một chiếc khăn lụa khác từ buồng lái. Anh ta ngửi nó và chắc chắn rằng còn có người khác. Hỏi Vesper rằng cô có thấy không? Vesper cũng chỉ nói rằng ông ta vừa chỉ mới tới đây. Sau khi quay lại, cô ấy không dám nói cho Camellia biết sự thật. Chỉ nói rằng cô ấy không tìm thấy bố của cô, mà vết thương của Camellia cũng đang dần hồi phục. Vesper đã đem lại nấm mình chế tạo tách rời ra. Khi biết Camellia tới từ thành trì, Vesper đưa cô đến một căn cứ bí mật khác. Ở đây có rất nhiều loại thực vật đặc biệt khác, mặc dù nó đã bị đột biến nhưng không có tính tấn công. Cũng ở đây mà Vesper nghiên cứu ra được loại nấm chữa lành vết thương. Vesper nói với Camellia, mục đích cũng là để hy vọng rằng Camellia có thể nói với thành trì về năng lực của mình. Dùng nó vào viện nghiên cứu bên trong, chỉ thấy một loại thực vật đột nhiên phát ra ánh sáng. Có vẻ như đang chào hỏi cả hai một cách thân thiện. Biết được tài năng thiên tài của Vesper, Camellia cũng bắt đầu kể cho cô ấy nghe về cuộc sống và kiến thức trong thành trì. Bên trong vẫn còn một vài loài sinh vật không biến dị. Đây cũng là điều mà Vesper chỉ có thể học trong sách. Hôm đó cô ấy sẽ lại lẻn vào căn cứ của chú mình để lấy đồ. Robot quyết định đi trước thăm dò, nhưng đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy nó quay lại. Vesper chỉ có thể lẻn vào để kiểm tra tình hình, nhưng khi cô vừa bước tới cửa, Jonas đã ngăn cô lại. Hóa ra là người máy đã bị ông ta khống chế. Ông ta chất vấn cháu gái lẻn vào căn cứ làm gì. Vesper giải thích rằng cô tới đây để lấy những thứ đáng thuộc về mình, bởi vì chuyện máu lần trước cô vẫn chưa có được thứ gì. Taylor đem robot ở một bên tháo rời, một bên thuyết phục cháu gái gia nhập hội với mình. Vesper cũng không biết phải làm gì mới đúng. Chính vào lúc ông ta quay người chuẩn bị lấy thứ gì đó, Vesper ôm lấy robot rồi chạy. Jonas mặc dù đã nhìn thấy nhưng không hề đuổi theo. Có vẻ như sẽ có một ngày cháu gái ông ta sẽ quyết định cùng hội cùng thuyền với ông ta. Vesper trở về nhà muốn sửa lại robot. Sau nửa ngày cố gắng nó vẫn không hoạt động, Camellia vội vàng đến để an ủi cô ấy. Có lẽ cũng vì cảm thấy hối hận vì đã không nói sự thật với Camellia. Vesper đưa cô ấy đến nơi bố cô xảy ra tai nạn. Khi Camellia nhìn thấy cha mình nằm lạnh lẽo dưới sông, cô không thể chịu được cú sốc này. Thấy Camellia khóc thảm thiết bên cạnh thi thể người bố, Vesper chỉ biết im lặng đứng một bên nhìn. Mãi đến cuối cùng không thể cầm lòng thêm liền kéo Camellia lên bờ. Nhưng chính vào lúc Vesper muốn an ủi Camellia, nhưng lại vô tình nhìn thấy một vết thương ở sau lưng cô. Ngón tay định chạm vào vết thương, cô da kỳ lạ đó di chuyển như một loại nấm đột biến. Camellia cũng không giấu nữa, hóa ra cô ấy chính là một người mô phỏng đột biến do bố cô tạo ra. Hành vi này là một trọng tội trong thành trì, vì thế mà hai người phải bỏ trốn. Nhưng chính vào lúc hai người chuẩn bị tới căn cứ khác, phi thuyền lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiếp đó chính là những chuyện đã xảy ra trước kia. Vesper cũng tức giận sau khi nghe thấy những điều này. Hóa ra cô ấy không chỉ không thể giúp Vesper vào được thành trì, còn là đối tượng bị truy sát. Thậm chí sau khi trở về nhà, Amelia nhanh chóng rời đi. Sau đó cô ấy cũng đã sửa lại robot, còn hỏi người bố bản thân làm đúng hay không. Người bố dùng giọng nói của người máy nói với Vesper, Vesper không nên đòi hỏi quá nhiều yêu cầu với Camellia. Lúc này Camellia cũng bởi vì cái chết của người bố mà chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình. Nhưng chính vào lúc dao chạm vào thịt, cô lại hét lên đầy đau đớn. Sau khi nghe thấy, Vesper vội vàng ngăn cô ấy lại. Camellia đau khổ nói rằng cô không biết ý nghĩa cho sự tồn tại của cô là gì. Vì thế mà Vesper ở bên cạnh an ủi cô, một bên đưa cô ấy tới trước bàn thí nghiệm, chuẩn bị dùng loại nấm điều trị vết thương cho Camellia. Nhưng chính vào lúc dán nó lên, Vesper bất ngờ đề xuất thu thập DNA của Camellia. Là một người biến dị, cô ấy nhất định sẽ có tính năng đặc biệt. Nhưng khi Vesper chiết xuất mô da của Camellia, lại phát hiện ra rằng DNA bên trong đã bị khóa. Nhưng Camellia cũng không biết là tại sao. Đúng lúc Vesper đang não rối như tơ vò, Camellia đã đánh giai điệu mà bố cô đã dạy, sau đó từ từ đu đưa nốt nhạc. Khóa sinh học liên kết DNA đã biến mất một cách kỳ lạ. Đây chính là mấu chốt thần kỳ. Sau đó Vesper lấy ra một hạt giống và cho vào cốc và biến nó thành chất lỏng. Sau đó nhỏ giọt vào nó để tạo thành một bộ DNA. Khi cô ấy đẩy DNA của Camellia vào DNA của thực vật, cả hai hòa quyện với nhau một cách kỳ diệu. Vesper ngạc nhiên và nói rằng cô ấy có thể trồng hạt giống bằng cách này. Để chúng phục chế vô hạn, con người có thể không bao giờ phải chịu đói trong tương lai. Camellia cuối cùng cũng hiểu tại sao cha cô lại tạo ra cô. Vì để có thí nghiệm hiệu quả nhất, Vesper quyết định đi đến căn cứ bí mật để lấy một số bộ lọc mới. Tuy nhiên, khi cô vừa rời đi chưa bao lâu, Jonas cũng tới đây. Ông ta nhìn thấy Camellia. Lúc này, Camellia không biết bố mình đã chết trong tay người đàn ông trước mặt.
Khi Jonas nói rằng ông ta là chú của Vesper, Camellia vậy mà đã nói ra những thứ mà họ phát hiện ra. Vì thế Jonas cũng không giấu thân phận thật của mình, trực tiếp dùng tính mạng anh trai uy hiếp, bảo Camellia đi cùng ông ta hoặc ông ta sẽ giết bố Vesper. Chính vào lúc ông ta muốn xuống tay, Camellia cũng đồng ý. Tuy nhiên, Camellia vừa đi qua, ông ta trực tiếp vén tóc của Camellia lên và thấy vết thương phía sau. Sau đó cũng phát hiện ra thân phận người biến dị của Camellia. Khi ông ta hỏi mục đích của Camellia là gì, Vesper đã trở về, hai người hợp lực tấn công Jonas. Cuối cùng nhân lúc ông ta không chú ý, Camellia đâm vào tay của Jonas và Vesper dùng dao khống chế ông ta. Jonas không còn dãy giụa và dường như chấp nhận số phận của mình. Nhưng Vesper không muốn giết ông ta, cô ấy rút con dao ra và đề nghị làm một thỏa thuận. Sau đó đem chuyện hạt giống nói lại một lần nữa. Có lẽ sau này Jonas cũng không cần lo lắng về vấn đề lương thực. Vesper muốn ông ta ngừng lấy máu của người khác. Jonas không nói gì, nhưng đợi khi ông ta trở về căn cứ thì liền đem bí mật của Camellia nói cho Thành Chỉ biết. Ông ta đúng thật là không bằng một con chó. Lúc này Vesper và Camellia vẫn đang thử nghiệm, họ không hề biết nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Chỉ thấy một luồng điện lạ đột nhiên xuất hiện bên ngoài. Khi hai người nghe thấy tiếng động kỳ lạ cũng đã quá muộn. Nấm vàng nhanh chóng lây lan về phía họ. Vesper muốn chặn lại, nhưng bất cứ thứ gì tiếp xúc với thứ này sẽ bị đồng hóa. Cả hai buộc phải trốn trên bàn. Sau đó, trong biểu hiện kinh hãi của hai người, chất màu vàng bốc hơi nhanh chóng, họ cũng nhanh chóng che miệng và mũi. Sau khi né tránh được đòn tấn công, hai người biết đối phương rất nhanh sẽ xuất hiện. Nhưng Vesper không thể bỏ rơi người bố. Cô đi tới bên cạnh người bố và nói cho dù có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không bỏ lại bố. Nhưng người bố không muốn làm gánh nặng của Vesper, bản thân sống như vậy là đủ rồi. Và Vesper có một tương lai tươi sáng phía trước. Cuối cùng người bố thuyết phục Vesper cùng với Camellia rời đi. Lúc này cách đó không xa, một số người đàn ông bí ẩn tay cầm súng đã đến căn cứ của Jonas. Jonas tưởng rằng đối phương tới để giao dịch, tuy nhiên chào đón ông ta là một viên đạn. Jonas đi lĩnh cơm hộp tại chỗ. Sau đó nhóm người mặc đồ đen đã rửa căn cứ bằng máu. Sau đó họ lại đến nhà của Vesper, nhưng cả hai đã bỏ trốn từ lâu. Robot cũng bị đối phương cho nổ tung, đi kèm với một tiếng nổ lớn. Nơi mà Vesper sống trong nhiều năm không còn nữa. Trong khi cô ấy đang khóc, người mặc đồ đen cũng đã đuổi tới. Cả hai chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. May mắn thay, Vesper biết nguy hiểm ở đâu và an toàn ở đâu. Họ dẫn một trong số họ đến một cái cây màu đỏ. Người đàn ông mặc đồ đen vừa chạm vào nó, những con bọ đạn trên cỏ khiến cho anh ta chết ngay tại chỗ. Không ngờ côn trùng này lại hung dữ như vậy. Người đàn ông mặc đồ đen kia biết có điều gì đó không ổn, cũng bắt đầu thận trọng hơn. Hắn ta từ từ tránh những loài thực vật đáng sợ này. Sau đó tìm thấy hai người. May mắn thay, Vesper vội vàng ném một thứ gì đó vào bãi cỏ. Viên đạn cực mạnh đó lại một lần nữa xuyên thủng người đàn ông mặc đồ đen. Khi nguy hiểm được giải trừ, Camellia muốn cùng với Vesper tách ra, bởi vì chỉ cần cô ấy ở xung quanh thì những người đó sẽ không bỏ cuộc. Cô ấy không muốn Vesper gặp nguy hiểm, cho dù là Vesper không nỡ, nhưng Camellia đã đánh ngất cô ấy rồi đem cô giấu đi. Chính vào lúc nói lời tạm biệt trong im lặng, một người đàn ông mặc đồ đen khác xuất hiện. Camellia quyết định sẽ rời đi cùng anh ta. Khi mặt trời chiếu xuống mặt đất vào ngày hôm sau, Vesper thức dậy trong rừng. Có vẻ như Camellia đã rời đi từ lâu rồi. Cô ấy trở về nhà trong tình trạng bàng hoàng, lại phát hiện nơi đây đã trở thành đống cho tàn. Vesper quỳ xuống và gieo một trong những hạt giống ở đây. Đột nhiên cô ấy lại nghe thấy tiếng động. Hóa ra đó là những đứa trẻ duy nhất còn sống trong căn cứ của người chú. Cứ như vậy, Vesper đưa họ cùng những người hành hương đến một nơi linh thiêng. Nhìn chiếc nơi thánh địa cao như vậy, Vesper một mình leo lên. Sau khi lên đến đỉnh, cô ấy đã nhìn thấy một phong cảnh mà cô ấy chưa từng thấy trước đây. Và thành trì đầy màu sắc ở phía xa. Nhưng Vesper hiểu rằng đó không phải là nơi cô ấy sẽ đến. Sau đó cô ấy lấy tất cả các hạt giống ra. Cùng với làn gió thổi qua, hạt giống từ từ bay lên không trung với đem theo hy vọng. Bộ phim tới đây là kết thúc.